tầng như thế này. Và cuối cùng nữa thì sẽ chia bột ra làm đôi. Với 500g bột mì thì ấy sẽ làm được hai cái bánh bự. Bây giờ thì mình sẽ cán ra và làm đế bánh nha. Để cho cái đế bánh được tròn thì ấy sẽ dùng cái dĩa để mà làm khung nè. Phần nướng bánh thì ấy sẽ dùng cái chảo chống dính. Mình để lửa than nhỏ ơi là nhỏ để bánh vô nướng tầm 5 phút thì trở bề lại. Nướng thêm 5 phút nữa thì mình sẽ lấy ra để mà làm cái phần topping ở trên. Do là ấy mua phô mai kéo sợi không có cho nên là dùng phô mai tan chảy luôn. Bánh làm nhà cho nên là quá chừng topping nhiều luôn. Cỡ này một cái bánh ăn cho nó đã. Mọi thứ đã xong xuôi hết rồi thì mình sẽ để vào cái chảo hồi nãy nướng thêm 5 phút nữa. Lúc nướng nhớ đậy nắp lại nha cả nhà. Như vậy là đã xong được hai cái bánh pizza của ấy rồi nè. Rất là nhanh gọn lẹ luôn đúng không cả nhà? Ở nhà ai mà có con nhỏ thì thử làm món này cho các con mình ăn đi nha. Bây giờ thì ấy mời cả nhà cùng ăn với gia đình của ấy nha. Giòn tan.